12 chi tiết cho anh em nhé bộ khẩu 12 chi tiết này Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho anh em chất liệu của nó thì nó sẽ là thép nhá thép mạ chrome này anh em này Đấy, thép mạ chrome anh em nghe nghe cái tiếng thép nó kêu là anh em đã thấy chất rồi con anh em này đó thép mạ chrome một tay công một tay nối dài và 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá anh em thì cần lắp vào này xong này có xoáy nhanh có đảo chiều luôn có xoáy nhanh có đảo chiều cho anh em đó. có xoáy nhanh có đảo chiều cho anh em. Đấy, anh em có thể dùng cái tay nối dài này cũng ok này Đấy, dùng tay nối dài này rất ok luôn đó đây đấy giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá rất hợp lý luôn nhá đấy có xoáy nhanh có đảo chiều luôn đấy xoáy nhanh đảo chiều và đầu khẩu của nó thì nó sẽ là đầu từ 8 đến 24 nhá từ 8 đến 24 các cái đầu khẩu rất là phổ thông chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng thép gió này à, xin lỗi chất liệu của nó sẽ là dòng thép CRV nhá thép CRV này Đấy, thép CRV không gì và đặc biệt là nó là mạ chrome sáng bóng đẹp nhá anh em có thể mua về để làm thợ làm nghề hoặc sửa chữa lạt vặt Đấy, sửa chữa đồ đoàn lạt vặt trong gia đình cũng rất là ok thôi và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị giá siêu hợp lý cho anh em luôn anh em mua hàng hoặc là muốn tham khảo các mặt hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua rồi ok anh em